nổi tiếng khắp cõi mạng và được xưng tụng là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Trần Ngọc Phúc, tức Phúc XO, 37 tuổi, bị cáo được chú ý nhiều nhất trong phiên tòa này, bắt đầu xuất hiện và gây sóng gió trên mạng xã hội khi đeo cả đống vàng xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phúc từng khoe rằng số vàng trên người anh ta khi đó nặng tới 13 kg và có trị giá lên đến 13 tỷ. Ngoài đeo vàng, Phúc XO còn thường xuyên khoe rằng mình đã sắm theo nhiều vật dụng vàng khủng như siêu xe mạ vàng hay mũ vàng. Bỗng nhiên nổi tiếng một cách rất trời ơi, Phúc XO từng tâm sự với báo chí rằng anh ta sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình làm doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại quận 10. Từng sống trong nghèo khó và nhiều lần không xin được việc làm vì không có bằng cấp chính quy. Anh ta từng làm nhiều nghề như chạy taxi, chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn và đã làm giàu từ việc buôn bán dầu ăn này. Phúc còn khoe sở hữu dàn xe máy có biển số ngũ quý cực độc và những siêu ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam. Và cũng trên báo chí, Phúc XO từng tự nhận mình là người hơi mê tín nên đeo vàng để hợp phong thủy và mang lại may mắn cho bản thân. Từng gặp tai nạn xương cổ vì đeo vàng nặng quá, thậm chí lúc nhiều nhất từng đeo tới 17 kg vàng. Từng một thời oan mình đeo vàng, thế nhưng khi bị công an bắt giữ vì hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, chân tướng của Phúc XO mới dần lộ ra. Phúc XO cho biết hầu hết trang sức đeo trên người là vàng giả. Thậm chí chiếc mũ vàng có chữ XO mà Phúc từng đăng trên mạng xã hội khoe có giá 1,8 tỷ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là vàng giả. Những siêu xe mạ vàng toàn thân và từng khiến dư luận dậy sóng cũng là vàng giả. Chẳng qua là Phúc đã nhờ người dán đề can lên xe. Mục đích Phúc tạo bề ngoài là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam là vì muốn đánh bóng tên tuổi, được nhiều người chú ý để thuận lợi cho việc kinh doanh và để câu like kiếm tiền. Ngáo like, ngáo cả sự nổi tiếng. Tuy nhiên, tiền kiếm chưa được bao nhiêu. Nhưng đại gia Phúc XO một thời từng oan mình đeo vàng giả đến sưng cổ. Hôm nay đến tòa, ngồi ở vị trí bị cáo mà chẳng có tí vàng nào. Có lẽ do thiếu vàng nên Phúc XO cũng uể oải, thiếu sức sống, phải có người dìu vào chỗ ngồi. Theo như cáo trạng, truy tố bị cáo về tội như cáo trạng đã nêu, vậy bị cáo có thấy sai là qua nước gì không? Bị cáo cảm thấy hơi quay có một chút xíu. Hơi quá hả? Có nhiều cái tình tiết nó không có đúng sự thật ạ. Ở đây đang nói về tội danh, chiều sẽ làm rõ cái những cái chỗ mà không đúng sự thật. Dạ. Cái cái lên cái tội danh đúng không? Dạ, khai tội danh đó lúc mà họ bị cáo bị mổ cột sống á, thì bị cáo có bàn giao lại hết tất cả nhân viên trong hồ mà lúc bị cáo mở quán, bị cáo chỉ có họ đúng một lần một. Ở đây đang nói là tội danh, viện kiểm sát truy tố bị cáo theo như cáo trạng về tội danh đúng hay sai thế thôi. Có qua nước gì không? Theo cáo trạng nói gì tất cả các bị cáo khai sao gì nói đúng trong cái cáo trạng đó. Trong phiên tòa sáng 16 tháng 6 năm 2020, Phúc XO cùng với Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Dương em bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trần Ngọc Tài là em của Phúc XO, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đan bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 10 tháng 4 năm 2019, công an kiểm tra quán karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ và phát hiện gần 100 dân chơi đang phê ma túy tại 5 phòng hát và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Sau quá trình điều tra, tháng 1 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP.HCM đề nghị xét xử 13 bị cáo. Tại phiên tòa sáng 16 tháng 6 năm 2020, các bị cáo đồng phạm của Phúc XO đều khai Phúc chỉ đạo không mua bán ma túy tại quán karaoke. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu thì cho khách sử dụng và cung cấp các dụng cụ cần thiết để khách sử dụng ma túy. Đáng chú ý, đối với những khách sử dụng ma túy, tiền phòng hát karaoke sẽ tăng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các bị cáo cũng cho biết tìm đến quán của Phúc XO là do nghe bạn bè ngoài xã hội giới thiệu quán karaoke này cho khách chơi ma túy. Tại phiên xét xử sáng 16 tháng 6, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố. Theo lời khai tại tòa, có những bị cáo chỉ mới làm việc tại quán karaoke của Phúc XO chỉ mới 2 ngày, không có lương, tiền kiếm được chủ yếu từ khách cho thêm, ma túy cũng do khách đưa. Trong khi đó, theo cáo trạng, tại quán karaoke của Phúc XO, mỗi ngày có 5 đến 8 phòng có khách sử dụng ma túy. Sau khi trừ tiền chi phí, trả công cho nhân viên, Phúc thu lợi khoảng 3 đến 5 triệu đồng một ngày, khoảng 120 triệu đồng một tháng.